khi con đặt cơ phải nhìn này, nó có cái khuyết này, đặt thẳng nó xuống thì nó xuống mới nhẹ, chứ con cố ấn là nó sẽ bị hỏng cái khuyết, nó sẽ không quay cái quạt. Thì số bạn bạn đúng gen của nó là gen ngược ấy. Đây rồi, để cũng xếp lại cho. Rồi, được chưa? Tiếp đến cái nào? Tiếp đến cái này. Đặt nó thế nào xem đúng không? Có thể phẩm gì không? Được chưa? Này, góc đây, lắp vào. Không biết đây. Đây, từ từ, có chỉ cho, có làm mẫu cho. Làm cái thang tôi biết xong rồi thì cho xuống. Ừ, nhớ nhìn này, bạn này. Xong cắm vào chỗ này. Được chưa? Xong bạn từ từ vào. Được chưa? Phải nhìn thấy đúng lỗ chưa mới làm được. Ừ. Được rồi. Không phải đúng lỗ. Đây này, con nhìn đúng lỗ này. Đấy, được chưa? Đây, bạn tiếp. Đây, không, con đấy vẫn chỗ khác. Đây, ốc nhựa này. Đấy. Chặt thật, thẳng con ốc mới bạn được. Được rồi, bạn thế rồi, đừng có siết chặt. Con chỉ gá vào thôi để cho bắt kèo. Đặt hết tất cả các góc vào vị trí thì bắt đầu con mới siết chặt. Bạn nhẹ là nó sẽ vào. Không cần phải làm mạnh tay. Vào chưa? Được ạ. Được rồi. Thật. Đấy, nhớ tháo những cái gì, gấp những cái gì lần sau mà làm. Đây, con ngồi ra bên này. Đấy, những cái con ốc mà như thế, cái gen to thế là con ốc nhựa. Và dùng để bắt vào nhựa. Đây. Thế rồi. Ừ. Đấy, xong đến con này, con siết tới tay vào. Siết căng tay lên để cho nó chặt. Căng thì căng vừa thôi vì nó là nhựa. Con siết chặt quá là nó sẽ... Thêm tí nữa đi. Chặt quá nó sẽ hỏng gen rồi nhỉ, hỏng nữa đi. Chưa. Đâu lên xem nào. Đâu, bây giờ xem nào. Chưa, bỏ tiếp đi. Đó đi, thử ra. Thật đấy. Thật chưa? Nhưng khi mà con thấy chặt nhá. Đâu xem nào. Ừ, thì phải xiết thêm một tí tí nữa thôi. Đấy, thế, để cho nó chắc, để nó không bị bung. Trong quá trình chạy nó không bị rơi ra. Đấy, con cứ xiết đi xong tí, không kiểm tra. Hết mắt rồi không? Không hề. Đấy. 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 Kiểm tra lại nào. Đây, bạn đúng rồi. Kiểm tra thôi. Nhưng mà kiểm tra lại có được không? Cái lực tay của con thì về cơ bản là nó chưa thật sự chặt. Cũng sẽ siết lại thêm một ít nữa, được không? Đó, dùng tay. Ừ. Có một cái con chuẩn bị dùng lên rồi đấy. Ừ. Sau một tí nữa ăn chỉ 2 miếng là nó quen rồi luôn. Nó chuẩn bị ăn bài lên rồi. Nào, đây. Nào, đúng đi. Đây, bây giờ rồi. Thò hai lỗ này là cái này này. Đúng không? Thử đi thôi. Đúng rồi. Đúng chưa? Rồi. Còn đây nhá, con thấy cái ốc này, cái bước gen này nó có khác cái bước gen nhỏ hơn không? Có. Cái sát như này, nhỏ, sát sạt như này, thì dùng để bắt cái gen vào sắt. Còn đây là góc đen. Thế để cho luôn vào trong này ạ? Ừ. Đây. Đấy, tì vào, nhất để cho nó, cái góc đen tì vào để cho nó không bị tách cái nhựa ở dưới. Và để cho nó chặt. Đấy, giữ thế. Cầm chắc cái tua vít vào không, nó sẽ bị tách cái giáp. Nào, giờ con xem nào. Vâng, nặng nhất cỡ. Được. Đấy. Thế, ốc nhựa, ốc sắt này con phải siết, nó căng căng tay một tí. Căng hơn là ốc nhựa cũng được. Được chưa? Xong chưa? Chắc chắn chưa? Cắm điện là thử qua đi, thử qua đi. Thử qua đi. Cắm điện nào, phải tránh xa ra, để phòng con nằm nó chưa chắc chắn, nó sẽ bắn vào người bố. Đúng ra rồi. Số nào mới nhắc nhỉ? Số nào mới nhớ? Số nào được, cứ thử đi. Nó có chạy được không? Bởi cả cái quay nữa. Con mở cái chức năng lên.
Mày được chưa? Ok chưa? Má. 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 Má.